Một tràng pháo tay thật lớn cho nữ nghệ sĩ Bình Tinh. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch chư vị thượng tọa đại đức tăng ni tại chùa Pháp Bửu. Con kính bạch các má, các cô, các dì. Con chào mẫu hậu. Dạ, con kính chào má yêu Trương Thị Thu Dung. Con chào cô Hoa, con chào chú Nhật, con chào cô Tiên, con chào các cô chú, con chào các bậc trưởng thượng đang ngồi ở dưới đây. Và con kính gửi đến tất cả quý bà con cô bác Phật tử tại chùa Pháp Bửu lời chào trân trọng nhất của con ạ. Dạ, ngày hôm nay cho con cảm ơn đến má Trương Thị Thu Dung và cô Hạnh và hai em Hoàng và Tùng đã hỗ trợ để cho con được duyên phước đến đây thật lời ca tiếng hát. Và cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng phải an vui và hạnh phúc. Và quý vị cùng thưởng thức bài hát của nhạc sĩ Vũ Quốc Toản được mang tên Niềm An Vui. Và cho cô một tràng pháo tay thật lớn nha cô ạ. Mà em đi hát chùa, dạ nói chung nó cũng không có hộp bao nhiêu, dạ nhưng mà dễ thương không nha quý vị, dạ. Và bây giờ thì dạ có ai hát giùm con cái này một chút xíu à? Dạ cô Ba. Dạ và bây giờ thì để nối tiếp chương trình thì trở lại cái sở trường của mình thì Tân xin gửi đến cho tất cả quý vị một trích đoạn kinh điển của sân khấu cải lương. Một trích đoạn đi đến đâu cũng được quý vị yêu thương và quý mến được mang tên Tiếng Trống Mê Linh. Xin mời tất cả cùng lắng nghe ạ. Sống tới thăng ngày
Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn tất cả các cô chú. Dạ cảm ơn tất cả bà con cô bác rất là nhiều. Dạ nữa không ạ? Dạ thầy kêu gì thầy? Oh my God. Dạ. Thầy biểu cho một bài nữa mà nếu bây giờ con không hát bài nữa chắc con chết à. Mắc tội chết thì sao con hát bài nữa được không mấy cô chú ơi? Dạ trước khi con hát thì cho con có một lời nói được chia sẻ với bà con cô bác. Dạ mọi người cũng thấy là trên tay con đang cầm cái hộp yến. Và hộp yến này là dạ phước lắm. Con được dạ thầy yến này của cũng dạ yến này của mình là yến trồng á. Ở dạ lột yến đuôi. Dạ con lột. Dạ yến này là yến đuôi và mình nuôi để mà mình chia sẻ cho tất cả mọi người. Và thầy là cái người mà dạ cái yến này là của tại chùa Pháp Vũ mình luôn. Và bản thân con bây giờ con đi đến đâu thì con cũng chia sẻ những cái yến này để thứ nhất là hỗ trợ cho thầy, cho chùa, và chúng ta lại có được thêm sức khỏe nữa. Dạ tại vì dạ ăn cái gì cũng vậy hết, ăn đâu cho bằng ăn yến rồi khỏe mãi như trâu, đúng không bà con cô bác ơi? Dạ và bây giờ thì nếu mà mọi người có nhu cầu về yến này thì cứ liên hệ với cô Thanh Hoa, và Facebook của cô cũng là Thanh Hoa luôn, sẽ hỗ trợ cho người và một cái giá siêu cực rẻ luôn. Và nếu như là nói bà con là dòng họ của con là được giảm thêm khoảng 30% nữa nha quý vị nha. Con xin cảm ơn rất là nhiều. Và một bài hát con xin gửi đến cho tất cả mọi người là một bài hát rất là vui và rất là hạnh phúc. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát được mang tên Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non. Xin mời cùng lắng nghe, con xin cảm ơn ạ. Dạ cái này là của con đúng không ạ? Dạ. Để con kiếm chỗ luôn để. Bà con cô bác có khỏe không ạ? Trời đất, lý ra là con rất là muốn xuống gần với tất cả mọi người. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Dạ, mọi người nhớ nha, đêm nay chúng ta ở chùa Pháp Vũ rồi. Mọi người dính tiền mua bộ tờ vé số, nhất định hết tất cả bà con cô bác Phật tử ở đây. Ngày mai 4 giờ chiều ai cũng sẽ trúng số độc đắc. Dạ, là anh số yêu em, bên lối anh nằm. Ta có bắt chân để từng giấc nhau. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn nữ nghệ sĩ Bình Tinh thưa các bạn.